ba chiếc Berry X lướt, một chiếc T-shirt Gentleman lướt luôn. Thì trên tay mình đang là những cái con đồng hồ mà fan của T-shirt rất là thích, tại vì đây là những cái con phải nói là thực sự rất nổi tiếng và rất hiếm khi có điêu lướt tại thương trường Watt. Thì đây là ba cái con, có hai cái con mà nó giống nhau tới mức mà gần như là 100% luôn, tại vì nó là cùng một mã mà. Hai con này là một con là size 40mm Berry X, một con còn lại cũng là 40mm Berry X luôn. Thì hai con này đều là lướt hết và có cái mức giá cũng khác nhau. Con này 12,8 triệu, trong khi con này cũng 12,8 triệu. So với giá mới là khoảng 14,5 triệu và trong hãng là khoảng 20 triệu ha. Rồi, và một cái màu nữa anh em rất săn đón. Cái màu này là cái màu Berry X thiếu thứ hai đó. À, hiện tại đang có mức giá tụi mình đang để lại với mức giá cũ là khoảng 13,8 triệu, cho với con mới là khoảng 15,6 triệu và hãng là vẫn 21 triệu. Thì so với những cái con đồng hồ mà lướt thì Berry X dòng này là một trong những cái dòng rất ít mất giá các bạn. Và các bạn, con Berry X iBlue này còn có bảo hành quốc tế nha, và một phiên bản rất đặc biệt đeo như Rolex Oyster luôn. Đây là một cái con T-shirt T-Gentleman máy Powermatic 80 Silicium. Đây là một con đồng hồ có khả năng kháng từ này, rất bền bỉ đến từ nhà Rolex, rất bền bỉ đến từ nhà Tissot. À, con này có thể lặn được 100m, rất thoải mái về khả năng chống nước, kính sapphire. Rồi, anh em có đánh giá như thế nào về những con đồng hồ lướt này rất hiếm khi nha? Ngay lập tức, please. Mình là Thương Trần, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.